Chiều hôm qua, ngày 20 tháng 4, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Người Khuyết tật thành phố Cần Thơ tổng kết 5 năm dự án hòa nhập xã hội của người khuyết tật thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016-2021, tổng kết năm 2021 và triển khai dự án năm 2022. Dự án do Liên minh Na Uy tại Việt Nam hỗ trợ có 2 hợp phần, bao gồm một hợp phần hỗ trợ hòa nhập xã hội cho người khuyết tật và một hợp phần hỗ trợ giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật. Với hợp phần hỗ trợ giáo dục hòa nhập, Liên minh Na Uy tại Việt Nam hợp tác với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ để hỗ trợ trường chuyên biệt có thêm 2 chức năng mới, bao gồm thực hiện can thiệp sớm và điều phối, hỗ trợ các hoạt động giáo dục hòa nhập tại Cần Thơ. Ngoài ra, dự án cũng hỗ trợ cho 4 trường mầm non và 4 trường tiểu học ở quận Ninh Kiều, tập trung vào nâng cao năng lực cho giáo viên, quản lý nhà trường về các nội dung nhận biết dạng khuyết tật, phương pháp giảng dạy phù hợp với các loại hình khuyết tật, phát triển kế hoạch cá nhân cho trẻ. Các hoạt động đào tạo nghề, giúp sinh kế cũng được quan tâm. Có 46 người khuyết tật được hỗ trợ vốn tái sản xuất và tiêu dùng trong dịch Covid-19.